Với các mô hình chăn nuôi trang trại tổng hợp kết hợp đa dạng vật nuôi từ thủy hải sản đến gia súc gia cầm ngày càng phát triển, bà con có nhu cầu rất lớn trong việc tự làm cám chín, cám nổi và cám nhỏ 1-2 ly cho vật nuôi. Để giúp cho bà con chăn nuôi có hiệu quả hơn, công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh đã nghiên cứu và chế tạo ra dòng máy đủ viên thức ăn chăn nuôi với những tính năng tuyệt vời, chắc chắn sẽ làm bà con hài lòng. Máy có thiết kế hiện đại với ưu điểm tạo ra những viên cám nổi làm thức ăn cho thủy hải sản như cá chấm, cá ba sa, cá koi, cám chín cho lợn, gà, dê, bò và cám nhỏ 1-2 ly cho tôm, lươn, vịt úm, gà úm. Từ những nguyên liệu hỗn hợp dạng bột như bột mì, bột ngô, bột cá, bột cám gạo, bột giòn, bột đậu nành, máy sử dụng nguồn điện công nghiệp 3 pha 380V khỏe khoắn ổn định, sử dụng động cơ chính có công suất 15 kW. Kết hợp với hai motor phụ, một motor giảm tốc 0,75 kW dùng cho bồn đảo trộn, một motor 0,75 kW dùng cho bộ phận dao cắt cám, cho ra năng suất 60 đến 100 cân một giờ. Thiết kế hiện đại với bảng biến tần dễ dàng sử dụng, gồm công tắc nguồn có chức năng tắt mở tổng nguồn trên hệ thống bảng điều khiển, công tắc khởi động, công tắc nhiệt và hộp cài đặt nhiệt, đèn báo vôn có chức năng báo nguồn điện hiện tại máy đang sử dụng, bảng điều khiển biến tần với hai hộp điều khiển, một hộp giúp điều chỉnh tốc độ đảo nhiên liệu, một hộp giúp điều chỉnh tốc độ dao cắt cám. Trong quá trình hoạt động, máy sinh ra lượng nhiệt cao nên viên cám khi ra sẽ chín đều và xốp, có thể nổi luôn trên mặt nước và tốt cho hệ tiêu hóa của vật nuôi. Khi mua máy sẽ có 5 mặt sàng với kích thước khác nhau đi kèm. Và ngoài ra, bà con sẽ được tặng thêm 5 mặt sàng và 20 dao cắt cám. Máy được sản xuất tại xưởng với giá thành phù hợp, rẻ nhất trên thị trường. Máy được bảo hành 6 tháng và hỗ trợ kỹ thuật trọn đời máy. Công ty giao hàng toàn quốc qua bưu điện. Một số khu vực có nhu cầu, công ty có thể gửi hàng qua xe hoặc quý khách có thể đến trực tiếp để xem và mua máy tại công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh có trụ sở tại số 249 phố Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Mọi thắc mắc về máy, quý khách hàng có thể để lại ở phần bình luận phía bên dưới hoặc gọi trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình. Nếu thấy clip hay và bổ ích, bà con vui lòng ấn đăng ký vào quả chuông phía bên dưới để nhận được những thông báo về clip mới nhất. Cảm ơn bà con đã theo dõi. Chúc bà con chăn nuôi thành công!